Thưa quý vị, thời gian qua, các hiệp hội doanh nghiệp, câu lạc bộ doanh nhân Tây Ninh trong và ngoài tỉnh đã không ngừng mở rộng giao lưu, gặp gỡ, không ngừng là cầu nối giữa các doanh nghiệp, sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp có cơ hội mở rộng thị trường và thu hút nguồn đầu tư từ các doanh nghiệp ngoài tỉnh vào Tây Ninh. Ra mắt nhiệm kỳ 2 từ ngày 13 tháng 10 năm 2022 với gần 80 hội viên chính thức và hơn 100 thành viên dự bị, Câu lạc bộ doanh nghiệp Tây Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập hợp gắn kết các doanh nghiệp, các chuyên gia đang sinh sống xa quê nhà Tây Ninh và những người bạn yêu mến quê hương Tây Ninh để kết nối, mở rộng giao thương, tương thân tương ái cùng nhau phát triển. Đồng thời, mong muốn góp phần làm cầu nối gắn kết việc đầu tư, giao thương, phát triển cùng tỉnh nhà Tây Ninh từ các đối tác trong và ngoài nước. Trong thời gian qua, câu lạc bộ đã thực hiện nhiều chương trình, hội nghị và triển khai nhiều hội thảo xúc tiến với nhiều câu lạc bộ, hiệp hội doanh nghiệp khác, tạo cơ hội gặp gỡ, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp tại Tây Ninh với các vùng lân cận như Hội Doanh nghiệp quận Tân Phú, Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre, Tiền Giang tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, với việc trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, tất cả đã tạo tiền đề pháp lý để các doanh nghiệp Tây Ninh có cơ hội mở đầu tư cũng như kêu gọi nguồn đầu tư vào Tây Ninh. Thông qua việc trở thành thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố thì các bạn hội viên của Câu lạc bộ Doanh nhân Tây Ninh thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội được tham dự các cái sự kiện được Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức rất là chuyên nghiệp, rất là được mời bởi các cái diễn giả giàu kinh nghiệm dẫn dắt chương trình. Đó là cơ hội để các bạn Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Tây Ninh thành phố Hồ Chí Minh là có cơ hội giao lưu, gặp gỡ và với cộng đồng doanh nghiệp của thành phố. Không chỉ mở rộng thị trường đầu tư, thông qua các hoạt động gặp gỡ, hội thảo, còn giới thiệu môi trường đầu tư tại Tây Ninh, những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và những cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư và định hướng quy hoạch của Tây Ninh trong phát triển kinh tế xã hội. Qua đó, giúp nhà đầu tư trong và ngoài nước có thể tự tin đầu tư các dự án trọng điểm vào Tây Ninh. Chúng tôi mong muốn phối hợp với chính quyền tỉnh Tây Ninh tài trợ và cung cấp gói chuyển đổi số trên nền tảng SAP dành cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, mang lại cơ hội được tiếp cận với hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP nằm trong top hàng đầu thế giới cho doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh, làm cơ sở tham gia và phát triển nền kinh tế số cho tỉnh Tây Ninh. Thật sự thì trong thời gian tới thì mình cũng mong muốn rằng là lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cũng tiếp tục có thêm nhiều chính sách để mà giúp giao lưu cộng đồng doanh nghiệp cũng như là giúp phát triển cái cộng đồng doanh nghiệp ở tỉnh Tây Ninh nói chung và để kết nối các cái doanh nghiệp ở cộng đồng doanh nghiệp ở Tây Ninh với cộng đồng doanh nghiệp ở các cái tỉnh khác ở khắp Việt Nam cũng như là ở quốc tế luôn. Với các thế mạnh sẵn có về tự nhiên, xã hội, hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và dịch vụ, cùng với sự đồng hành của lãnh đạo, chính quyền địa phương, Tây Ninh luôn muốn nhận được sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển. Trong đó có sự liên kết với các doanh nghiệp trong tỉnh để tạo thành hệ sinh thái phát triển bền vững.